Thưa quý vị, lễ hội Kentucky Derby được khai mạc bằng một cuộc đua giường truyền thống tên từ Louisville, Kentucky. Mới đây, người dân ở Louisville đã bắt đầu lễ hội Kentucky Derby nổi tiếng bằng một sự kiện truyền thống có tên gọi là Great Bad Race. Theo ước tính, đã có tới 40 đội thi đấu cùng tham gia trong cuộc đua của những xe tự chế bằng giường ngủ, được thực hiện trên một đường đua hình số 8 quen thuộc. Chủ đề của cuộc đua xe giường năm nay đó là tiếng gọi của hoang dã, do đó mà các thí sinh đã cùng hóa trang thành động vật để hòa nhịp với tinh thần của sự kiện. Phần thắng của cuộc thi năm nay đã thuộc về Alpha Energy Solution sau khi họ đánh bại đội thi đấu từng 5 lần vô địch Great Bad Race là Current Core.